Xin mến chào quý khách hàng của nhà vườn Khánh Võ. Em chuẩn bị cái công tác đi rất là nhiều những cái đơn hàng cho khách hàng ở trên toàn quốc. Thì hiện tại ở ngay cạnh em đây là khu gói hàng, các anh kỹ thuật bên em này đang gói những cái cây phong rất là lớn này. Dòng này là dòng phong lá đỏ Nhật Bản Bảy Thùy, cây cao khoảng tầm từ 2m đến 2m2. Anh em là gói màu rất là kỹ rồi. Cái này là vận chuyển là cực kỳ yên tâm nha. Cây này thoát thân đâu đó khoảng tầm 6-70cm này. Và đặc biệt là chi nhánh cành của cây này rất là nhiều luôn, rất là đều. Và dòng này thì về mình trồng, mình xuống lá này, khoảng tầm cỡ 2 tuần nữa nó lên lại lá thì cực kỳ đẹp luôn quý khách hàng ạ. Nên em đang chuẩn bị cho một anh khách hàng đặt khoảng tầm 4 đến 5 cây dòng phong lá đỏ này để trồng trưng cho sân vườn này. Đó. Phía bên kia em đây là bên em đã gói vài đơn hàng khác rồi, thì quý khách hàng theo chân em để mình theo dõi nha. Tiếp theo là một đơn hàng đi cây trà lá Trung Đông nha. Đây là cây cầu chuyên dụng của nhà vườn bên em, cầu cây trà lá. Cây trà lá Trung Đông này thì lóng thoát thân khoảng tầm 2m này. Đọt hay là tán lá của nó rất là xanh luôn. Cái này bên em cũng chuẩn bị đi đơn hàng cho một anh khách hàng VIP trong ngày hôm nay này. Thì rất là đẹp luôn. Dòng trà lá Trung Đông này thì mình trồng trưng cho sân vườn hay là biệt thự của mình rất là VIP. Quý khách hàng theo chân em để mình xem những cây tiếp theo nha. Xe tải chuyên dụng của nhà vườn bên em này. Trên xe là bên em đã gói sẵn một cây tường vi. Dòng này là tường vi một cốt nha quý khách hàng. Cây cực kỳ đẹp và cực kỳ VIP luôn. Đó, cây này mình trưng cho sân vườn hoặc trưng cho biệt thự của mình quá tuyệt vời luôn. Thoát thân đâu đó khoảng tầm từ 1m2, 1m4 này. Cây là bên em đã gói vào rất là đảm bảo rồi. Đó, trên xe này là còn có cây cam canh này nữa. Đó, đi chung cùng một đơn luôn. Cây tường vi này bên em tôi mủ là cực kỳ kỹ này. Lá rất là xanh này. Còn tầm 1-2 tháng nữa thôi nó ra hoa là mình kịp thời mình trưng Tết 2024 nha. Hiện tại thì vào dịp cuối năm này bên em đang có rất là nhiều những cái ưu đãi cho khách hàng đam mê trồng cây. Với khách hàng nào chưa có cây trồng tại nhà mình thì vui lòng liên hệ ngay tới nhà vườn Khánh Võ để được nhân viên bên em tư vấn ạ.